Xin kính chào quý vị khán giả yêu quý của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, tại sao bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm 2023 Quý Mão? Bởi do vận khí của con người mỗi năm mỗi khác, cứ mỗi năm sẽ khác nhau thì sao chiếu qua vận hạn sẽ đổi giới theo. Xem tử vi cho tuổi Giáp Tý trong năm 2023 Quý Mão trước, bạn sẽ có thể nắm bắt được những khó khăn cũng như là thuận lợi của mình trong năm nay. Có thể nói tử vi tuổi Giáp Tý 1984 năm 2023 Quý Mão là phần đã được định sẵn, tuy nhiên với mỗi cách nghĩ và cách tiếp nhận khác nhau sẽ mang đến những kết quả khác nhau, và đó chính là phần bất định. Chính vì lẽ đó mà tử vi của những người sinh năm Giáp Tý 1984 có thể giống nhau nhưng kết quả của mỗi người sẽ có sự khác nhau. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Qua phần luận giải này, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ quý vị về bức tranh cát khung toàn cảnh của những người sinh năm 1984 để từ đó quý vị có những bước đi đúng đắn trong cuộc đời. Đồng thời thầy cũng chỉ ra phương pháp hóa giải tử vi cho tuổi Giáp Tý trong năm 2023 này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nam mệnh trong năm 2023. Người tuổi Giáp Tý sẽ bước sang tuổi 39 trong năm 2023 này. Dù đã đến tuổi thành lập gia thất nhưng rất nhiều phương diện vẫn chưa ổn định. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ chịu sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ chịu thiệt thòi. Khi lợi ích của bản thân bị xâm phạm, nhất định phải tìm cách bảo vệ quyền lợi của chính mình, đừng vội buông xuôi hay để người khác dễ dàng qua mặt, nếu không sẽ chỉ khiến tiểu nhân được đằng chân lân đằng đầu. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Giáp Tý sinh năm 1984 nam mệnh gặp phải sao chiếu mệnh sao Thái Dương, vận hạn Thiên Tinh, hạn Tam Tai, gia chủ Phạm Tam Tai. Giáp Tý 1984 năm mạng sẽ gặp 3 năm hạn Tam Tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu của hạn Tam Tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những việc trọng đại. Năm giữa của hạn Tam Tai, gia chủ không nên dừng việc mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục sẽ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối hạn Tam Tai, gia chủ không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn Hoàng Ốc không phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu không rơi vào Kim Lâu. Về địa chi, Tý gặp Mão, năm hạn Thái Tuế hình tuổi Cầm Tinh. Trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Xét về mối quan hệ thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Quý Âm Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia chủ tuổi Giáp Tý trong năm nay, cần cẩn trọng hết sức mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương pháp hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong năm Quý Mão 2023, các bạn tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cần chú ý tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch, từ ngày 18 tháng 6 đến 17 tháng 7 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Giáp Tý sinh năm 1984 nam mệnh. Trong năm 2023, nam mạng Giáp Tý sinh năm 1984 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mệnh thì mệnh chủ cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất vào tháng 2, tháng 5 và 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải
Thời gian cúng sau giải hạn Thái Bạch vào 18 đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là vào ngày 15 tháng 1 hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo đồ vật cát tường, cầu may hay là dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Để giải hạn được sau Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải là màu trắng. Trường hợp nếu không có màu trắng thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị dùng sớ viết trên giấy màu trắng. Tây phương Canh Tân, Kim Đức, Thái Bạch, Tinh Quân vị Tiền, lại về hướng Tây vào lúc 18 đến 20 giờ, qua 20 giờ đêm bài vị mang vào nhà đốt là được. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm này mệnh chủ nên tránh mặc hay là dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc của mệnh chủ là màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy. Dùng người thì nên thận trọng, chớ tin người thái quá. Những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, saphia sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Tuổi Giáp Tý 1984 năm mệnh năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc xạ tay ngục hình. Có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa, đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào tù ngục, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào tù ngục tội phạm, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống và hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ giảm bớt phần nào tai ương, đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, nhất là phụ nữ mang thai, cẩn thận trong việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Luận tử vi Giáp Tý sinh năm 1984 năm mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân vui bên gia đình, gia chủ Giáp Tý chú ý về sức khỏe không được tốt, dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 2, gia đạo trong tháng này thiếu hòa khí, không hòa hợp. Tháng 3, tháng này Giáp Tý 1984 có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới, tuy nhiên đây là tháng sức khỏe không được tốt. Tháng 4, được hưởng phần phúc tổ tiên nên công việc bản mệnh trong tháng 4 được thuận, hóa cát và tránh được mọi điều hung. Tháng 5, công việc kinh doanh làm ăn của gia chủ gặp nhiều khó khăn. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ nên nếu ốm đau bệnh tật trong tháng này cũng nhanh chóng qua khỏi. Tháng 7, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, hạn thị phi gần kề. Tháng 8, cần chú ý về sức khỏe trong tháng này. Tháng 9, có chuyện buồn đưa tới trong tháng 9, bên cạnh đó đề phòng các bệnh liên quan về huyết áp. Tháng 10, đón tin vui về việc thêm người thêm của ở tháng này, tuy nhiên cần chú ý đến sức khỏe. Tháng 11, trong gia đạo của người Giáp Tý năm mạng tháng này, hòa khí kém, ngoài ra công việc làm ăn của bản mệnh khởi sắc. Tháng 12, tiền bạc của gia chủ có sự tiêu pha nhiều trong tháng cuối năm, sức khỏe cần chú ý đến đường tiêu hóa không tốt. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 năm mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Vận khí năm 2023 nhiều bất ổn khiến phương diện công danh sự nghiệp của năm mạng Giáp Tý khó suôn sẻ như mong muốn. Mọi thứ bạn đều phải tự thân vận động, tự tìm cách giải quyết mà không thể nhờ vả hay dựa dẫm vào ai. Hãy coi đó là một cơ hội để rèn luyện và khám phá giới hạn của bạn. Tiểu nhân vận trong năm 2023 hiển hiện, vận trình vốn đã không mấy suôn sẻ lại càng thêm trắc trở khi bị tiểu nhân quấy phá. Do đó khiến bạn phải suy xét mọi việc cẩn thận, làm gì cũng nên tính toán trước sau, đặc biệt chớ nên cả tin, kẻo lại tự gây bất lợi cho mình. Về tài chính trong năm Quý Mão của năm mạng tuổi này có dấu hiệu sa sút, không đạt được mức như mong mỏi. Các khoản thu vào không có nhiều, đã vậy bản mệnh còn phải đổ nhiều tiền bạc vào các dự án kinh doanh như lời lãi chưa thấy đâu. Tài sản trong năm không tích lũy được là mấy, năm này cũng không thích hợp để hùn vốn, đầu tư hay mở rộng quy mô, chẳng hạn những có nguy cơ thua lỗ mà còn bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt để chiếm đoạt tài sản. Về sức khỏe, năm 2023, sức khỏe của người tuổi Giáp Tý phải chịu nhiều tổn hại,
Người tuổi Giáp Tý cần tránh đến những nơi u ẩm, ẩm ướt, nếu không sẽ khiến cơ thể bị không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Trong năm Quý Mão, bản mệnh không nên làm nhiều quá sức, khiến cho cơ thể mệt mỏi, không nên tham lam hoặc sa vào các thú vui như rượu chè, cờ bạc. Nếu có thời gian rảnh, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Nếu bạn đã có những tiểu sử bệnh tật trước đó, hãy chú ý hơn đến cơ thể của bạn trong trường hợp tái phát. Nếu bạn có cơ hội thực hiện những chuyến đi ngắn cùng gia đình, hãy nắm lấy cơ hội đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của bạn. Lái xe phải đặc biệt chú ý đến an toàn giao thông trong năm nay. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm cũng cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Về tình cảm gia đạo, trong năm 2023, người tuổi Giáp Tý dù là nam mạng hay nữ mạng đều là khá vượng đường tình duyên. Những người còn độc thân cũng có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Những người đã lập gia đình nên chú ý giữ khoảng cách với lại những người khác giới, không nên để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Mệnh chủ Giáp Tý đã kết hôn hoặc đang yêu đương vì ảnh hưởng của Thái Tuế, nền tảng không được chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng lớn, phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba chen ngang, cùng với người khác giới kết giao phải giữ đúng chừng mực, nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm, mệnh chủ tuổi Giáp Tý đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của Giáp Tý trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!